là một trong những loại thực phẩm đơn giản và nhanh chóng nhưng cũng khá ngon miệng. Vì thế mà mì tôm rất được người tiêu dùng tại Việt Nam đón nhận và ưa chuộng. Năm 2014, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 2 về lượng mì tôm được sử dụng. Trung bình mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 55 gói mì tôm trên một năm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các công ty sản xuất mì tôm từ khắp nơi trên thế giới đổ về đầu tư mạnh mẽ. Mặc dù các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mì tôm không có thành phần dinh dưỡng nào, nhưng món ăn nhanh này vẫn là sự lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam cho những bữa ăn sáng hay là ăn nhanh chống đói. Cùng blog Việt Food chỉ tên 10 thương hiệu mì tôm nổi tiếng ở Việt Nam nha. 1. Thương hiệu mì tôm Miliket, mì Việt Nam chất lượng cao. Thương hiệu mì tôm Miliket là thương hiệu Việt được thành lập khá lâu đời, trước những năm 1975, do công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa Miliket cung cấp và sản xuất. Hiện nay thì mì tôm Miliket vẫn đang tiếp tục được người tiêu dùng yêu thích, thậm chí đối với người tiêu dùng Việt, hình ảnh gói mì tôm giấy Kraft và hai con tôm đã trở nên quá quen thuộc trong các cửa hàng siêu thị. Vì thế, cứ mỗi khi nói đến mì tôm là người tiêu dùng sẽ nhớ ngay đến gói mì có hình ảnh hai con tôm này của thương hiệu mì tôm Miliket. Bên cạnh đó, thương hiệu mì tôm Miliket đã được tặng thưởng nhiều huy chương và danh hiệu cao quý như là hàng Việt Nam chất lượng cao, top 100 thương hiệu mạnh, top 100 thương hiệu dẫn đầu. Không những thành công tại thị trường nội địa, mì tôm Miliket cũng đã được xuất khẩu sang nhiều nước lớn trên thế giới như là Pháp, Úc, Đức, Nga, Mỹ. Giá tham khảo mì tôm Miliket là 2.700 đến 3.000 đồng. 2. Thương hiệu mì tôm Hảo Hảo, công nghệ Nhật Bản, hương vị Việt Nam. Hảo Hảo là thương hiệu mì tôm khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam kể từ khi mới bắt đầu được ra mắt năm 2000. Đây là thương hiệu mì tôm tại Việt Nam được chính nguồn nhân lực Nhật Bản tại ICC Cup điều hành, hỗ trợ và giám sát liên tục, tỉ mỉ, đảm bảo đem lại chất lượng của từng gói mì tôm đến tận tay người tiêu dùng. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, từng sản phẩm đều được sử dụng các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại cùng với quy trình khép kín và đạt tiêu chuẩn quản lý ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, HACCP. Trong suốt 16 năm kể từ khi ra đời, thương hiệu mì tôm Hảo Hảo đã thành công trong việc chứng tỏ tầm nhìn và sự đột phá của mình và trở thành thương hiệu mì tôm đầu tiên mang đến vị mì tôm chua cay được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Bên cạnh đó, mì tôm Hảo Hảo vẫn đang trong quá trình tạo ra nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn nhằm phục vụ khẩu vị người tiêu dùng Việt. Tiêu biểu, các loại mì đa dạng như là mì tôm xào chua ngọt, mì xào tôm hành hay là vị chay rau nấm, mì gà, mì sa tế hành. Giá tham khảo là 3.100 đồng đến 3.300 đồng. 3. Thương hiệu mì tôm mì Cung Đình, thêm bột thịt ngọt tự nhiên. Mì Cung Đình là thương hiệu mì tôm tại Việt Nam không kém phần nổi tiếng do hãng Micoem sản xuất và cung cấp tận tay người tiêu dùng. Đặc biệt, các sản phẩm mì tôm của Cung Đình đều được làm từ tinh bột khoai tây, đảm bảo giúp cho người sử dụng cảm nhận được hương vị tự nhiên từ sản phẩm. Bên cạnh đó, mì khoai tây ít béo và không gây nóng, vì thế mà mọi người có thể thoải mái thưởng thức mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nếu sử dụng mì tôm Cung Đình, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức hương vị đậm đà, thơm ngon cùng nước súp ngọt vị sườn heo hầm măng và sợi mì tôm thơm dai ngay từ lần thử đầu tiên. Giá tham khảo 5.000 đến 6.000 đồng. 4. Thương hiệu mì tôm mì Lẩu Thái, hương vị chua cay, độc đáo mới lạ. Thương hiệu mì tôm Lẩu Thái vốn không mấy xa lạ với người tiêu dùng Việt bởi nước dùng đậm đà cùng hương vị chua chua, cay cay và sợi mì giòn dai vô cùng tuyệt vời của sản phẩm do AC Cup sản xuất và cung cấp. Sản phẩm mì tôm Lẩu Thái được chế biến từ bột mì nguyên chất và được kết hợp với tôm cùng với các loại rau củ quả tươi ngon được tẩm ướp gia vị một cách hợp lý và phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, các sản phẩm mang thương hiệu Lẩu Thái đã được kiểm định an toàn thực phẩm, không sử dụng chất bảo quản hay là chất tạo màu quá mức độ cho phép. Lẩu Thái là một trong những thương hiệu mì tôm tại Việt Nam đặc biệt chiếm được cảm tình của những khách hàng yêu thích vị cay nồng kết hợp với vị chua mặn tạo cảm giác ngon miệng hơn. Giá tham khảo là 5.100 đến 5.400 đồng trên một gói. 5. Thương hiệu mì tôm Đệ Nhất, mì ngon đệ nhất mì ra. Thương hiệu mì tôm Đệ Nhất cũng là một trong những thương hiệu mì tôm Việt Nam nổi tiếng do AC Cup cung cấp. Sản phẩm mì tôm nổi tiếng nhất của thương hiệu này chính là món mì da hương vị thịt bằm Đệ Nhất. Ngoài ra, các sản phẩm Đệ Nhất được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến hiện đại và không chứa chất phụ gia hay là chất bảo quản làm hại đến sức khỏe của người tiêu dùng khi mà chế biến món ăn. Bên cạnh đó thì mì da hương vị thịt bằm Đệ Nhất được làm từ những nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng, mang đến hương vị thơm ngon đặc trưng cho bữa ăn của gia đình. Giá tham khảo là 5.500 đồng trên một gói. 6.
thương hiệu mì tôm Mikochi ngon như mì tươi. Thương hiệu Mikochi hay còn được biết đến với tên mì tôm không chiên, ăn liền là thương hiệu cung cấp sản phẩm mì tôm được sản xuất theo công thức truyền thống nhưng lại trên dây chuyền và công nghệ hiện đại Nhật Bản cùng với sự giám sát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến khâu đóng gói. Bên cạnh đó, sản phẩm mì tôm Mikochi luôn đảm bảo không chứa hóa chất hay là chất bảo quản độc hại nên người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm mì tôm Mikochi không những cung cấp những sợi mì không chiên đảm bảo sức khỏe mà còn dai hơn, thậm chí là còn giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên như các sợi mì tươi. Vì thế mà bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm loại ẩm thực hoàn toàn mới lạ và độc đáo. Giá gói mì tôm Mikochi cao hơn các sản phẩm khác nhưng mà vẫn được nhiều người đón nhận, giá tham khảo là 6.200 đồng đến 6.400 đồng trên một gói. 7. Thương hiệu mì tôm Omachi, sợi khoai tây ngon tuyệt, rất ngon mà không sợi nóng. Omachi là thương hiệu mì tôm ở Việt Nam rất nổi tiếng. Mì tôm Omachi còn được xem là con át chủ bài của hãng Masan, là dòng sản phẩm được tạo ra từ sự thấu hiểu người tiêu dùng với thông điệp rõ ràng, sợi mì làm từ khoai tây. Vì thế, người tiêu dùng không cần phải sợi nóng. Đó cũng được xem là một chiến lược xuất sắc của Omachi vì thương hiệu mì tôm tại Việt Nam này đã đánh trúng tâm lý e ngại của người sử dụng về vấn đề mì gói gây nhiệt trong cơ thể và thành công trong việc sử dụng khoai tây để xóa tan những nghi ngại đó. Đặc biệt thì điều này còn đánh vào sự quan tâm tới sức khỏe của người sử dụng. Vì thế, thương hiệu mì tôm Omachi đã thành công trong việc tạo được lòng tin từ người tiêu dùng Việt. Giá tham khảo 5.200 đến 6.000 đồng một gói. 8. Thương hiệu mì tôm Kokomi, dai ngon từng sợi. Thương hiệu mì tôm Kokomi cũng được xuất phát từ hãng Masan và do hệ thống siêu thị Vinmark phân phối đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm đặc trưng nhất của Kokomi chính là mì hương vị gà sa tế Kokomi với công nghệ hiện đại và sự giám sát kiểm tra nghiêm ngặt trong mọi khâu từ tuyển chọn nguyên liệu cho tới chế biến, đóng gói, đảm bảo sản phẩm không chứa hóa chất hay là một loại chất bảo quản độc hại nào. Vì thế, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về vấn đề sức khỏe. Bên cạnh đó, sản phẩm mì tôm sở hữu hương vị thơm ngon từ những nguyên liệu tự nhiên được chọn lọc rất kỹ càng, cho ra những sợi mì dai giòn, đậm đà, kích thích vị giác, đồng thời thì phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Chưa kể thì lợi thế của Kokomi là thương hiệu mì tôm tại Việt Nam có giá thành rẻ nhất, giá tham khảo là 2.400 đến 2.500 đồng trên một gói. 9. Thương hiệu mì tôm mì Ba Miền. Mì Ba Miền là thương hiệu mì tôm nổi tiếng được cả nước biết đến. Các sản phẩm mang thương hiệu Ba Miền đều do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm Việt Hưng, một thành viên của Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam sản xuất và cung cấp. Vì thế, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm 100% vì để có thể trở thành thành viên của tổ chức này, các doanh nghiệp tham gia phải có sản phẩm đạt chất lượng tốt và an toàn cho sức khỏe của con người. Ngoài ra, các sản phẩm mang thương hiệu Ba Miền còn được xuất khẩu rộng rãi trên thị trường ở khu vực nước ngoài như là Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan, Đông Âu. Hứa hẹn sẽ đem đến cho tất cả người tiêu dùng trong và ngoài nước nhiều bữa ăn ngon, hấp dẫn và rất tốt cho sức khỏe. Giá thành một gói mì tôm Ba Miền cũng khá rẻ, giá tham khảo là 2.400 đến 2.800 đồng. 10. Thương hiệu mì tôm mì xào Tiểu Nhị, sốt đậm mì dai. Thương hiệu mì xào Tiểu Nhị là thương hiệu mì tôm tại Việt Nam được khá nhiều người yêu thích bởi sự kết hợp giữa sợi mì thật dai và trơn cùng với vị ngọt từ thịt vô cùng độc đáo. Đảm bảo thì sẽ tạo nên sự khác biệt ngay từ lần đầu thưởng thức. Bên cạnh đó thì mì tôm Tiểu Nhị cam kết không sử dụng bất cứ loại phẩm màu hay là chất bảo quản gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt thì Tiểu Nhị luôn đặt sức khỏe người tiêu dùng lên mục tiêu hàng đầu trong sản xuất thực phẩm, giá tham khảo 3.200 đồng trên một gói. Ăn mì tôm thế nào để tăng giá trị dinh dưỡng? Lượng mì ăn liền được tiêu thụ mỗi năm lớn đến nỗi nó gần như trở thành một thực phẩm thiết yếu hiện diện trong giỏ hàng của hầu hết các chị em phụ nữ khi đi siêu thị. Vậy ăn mì tôm bao nhiêu thì vừa đủ và ăn mì tôm thế nào để đảm bảo dinh dưỡng là câu hỏi được nhiều người đưa ra khi mà gặp các chuyên gia dinh dưỡng. Hãy cùng Blog Việt Food khám phá điều đó nha! Tiến sĩ Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho biết, nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý là ăn đủ 4 nhóm chất: bột đường, chất đạm, chất béo, khoáng chất và vitamin. Theo phân nhóm này, mì ăn liền với thành phần chính là bột lúa mì được xếp cùng nhóm cung cấp chất bột đường như là loại thực phẩm cơ bản khác là cơm, bún, phở, bánh mì, khoai sắn. Cũng theo tiến sĩ Từ Ngữ, mỗi nhóm thực phẩm có vai trò cung cấp các loại chất dinh dưỡng khác nhau cho cơ thể để tạo ra năng lượng hoạt động hàng ngày. Cần phải kết hợp nhiều nhóm thực phẩm khác nhau bởi vì trên thực tế không có loại thực phẩm nào là tốt nhất và càng không thể là duy nhất để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
Một thực phẩm tốt sẽ trở nên không tốt nếu như một người ăn quá nhiều món đó hoặc lạm dụng nó. Tương tự như vậy với mì ăn liền. Việc cân bằng món ăn này trong tương quan các bữa cơm hàng ngày cũng rất quan trọng. Theo đó thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bạch Mai gợi ý, để đa dạng hơn các bữa ăn với mì tôm, người dùng có thể kết hợp thêm thực phẩm khác khi mà chế biến với mì tôm như rau củ hay là trứng thịt bằm. Cách nấu này làm cho bát mì tôm trở nên đầy đủ dinh dưỡng hơn, giúp người ăn ngon miệng hơn. Chẳng hạn, khi sử dụng mì ăn liền có thể ăn kèm với các loại rau củ như là cải xanh, rau má, rau muống, cà rốt, cà chua. Ngoài các vitamin và khoáng chất thì sự hiện diện của chất xơ trong rau củ làm tinh bột được hấp thu chậm hơn, tăng lượng phân đào thải giúp tránh táo bón, không gây nóng trong người. Bổ sung thêm vào mỗi bát mì tôm khoảng 3-4 lát thịt bò, thịt lợn hoặc 2-3 con tôm cũng sẽ giúp bữa ăn từ mì gói được cân đối hơn về năng lượng đến từ chất đạm, đặc biệt là cân đối giữa đạm động vật và thực vật. Lưu ý thì trong trường hợp bếp nhà bạn không dự trữ đủ các loại thực phẩm để có bữa ăn đa dạng từ mì ăn liền thì bạn vẫn có thể sử dụng mì ăn liền đơn thuần. Nhưng các bữa ăn sau thì bạn nên nhớ là đa dạng các loại thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, và đối với trẻ em thì cũng nên hạn chế ăn nhiều mì tôm các bạn nha. Trung bình một gói mì ăn liền thông dụng là 75g chứa 51,4g chất bột đường, 13g chất béo, 6,9g đạm, có thể cung cấp cho cơ thể 350 kcal, khoảng 15% nhu cầu năng lượng mỗi ngày. Tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính, công việc, mỗi người sẽ có nhu cầu về các chất dinh dưỡng khác nhau nên cần bổ sung nhiều loại thực phẩm khác nhau để cân bằng dinh dưỡng và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Hiện nay thì một số sản phẩm mì tôm đã được nhà sản xuất bổ sung thêm rau củ, thịt, trứng, rong biển nhằm đa dạng thực phẩm, tăng giá trị dinh dưỡng. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu để có thêm nhiều lựa chọn cho bản thân và gia đình. Trên đây là tổng hợp 10 thương hiệu mì tôm nổi tiếng ở Việt Nam được người tiêu dùng sử dụng, cũng như là cách chỉ dẫn cho các bạn ăn mì tôm sao cho đúng cách. Hy vọng thì blog Việt Food đã cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hữu ích về dinh dưỡng. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của chúng tôi về ẩm thực nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.